Hòa sơ phát tấu năng lượng các con người về dân đài dân lộc dân khách cho bản đèn chùa thôn phân nay bản đèn linh quang phân nay tự thôn cầu xa xã Quỳnh Hải Tối Ninh đệ tử Thanh Đồng Nguyễn Thị Duyên con thành tâm tam bái. Nhiều lộc độ cho quân dân con được bình an. Quân kính dân Ngọc Hoàng Thượng Đế về cho tất cả bắt buộc dân trang năm bà chúa về đây chính đàn tràng dân năm dân trang có bà dâng lên sớ tấu trình nên chủ tọa sư thầy Thích Đạo Niên Thanh Đồng Nguyễn Thị Duyên con xin chứng đàn khai phủ khai đàn khai long mạch khai cho bà đền chùa cho nhân dân con được đất thái dân an thanh thành cùng muốn dân đất đảo tu lên cùng tất cả các ban lãnh đạo ban xã trong thôn đã dần đã nhất tâm để cung phụng bản đền đình chùa đàm nơi thôn hạ thôn thôn cầu xã xã Tân Hải huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình. Dạ phía tay trái không chỉ là nơi cánh đầu của bát ngát tân thương nơi nằm yếu yêu thương nơi quan nghèo đi vào phía tay phải không chỉ là nơi địa linh đất thánh nơi đất thánh thân dân cỏ đức nơi đầu hoa kết trái cho dân ai đi đến đâu nhớ về nơi bản đền bản chùa Minh Tử có sư thầy Thích Đạo Thành và một ngôi đền chùa nho nhỏ mà hôm nay dân con đã nhất tâm mang lòng mang đức mang lòng sang mẹ đi cô chưa dùng vây để bác gái con đường vậy đây con bước về từ đền cửa che cho mẹ con hầu bác gái con buồn tư ngược đồng thầy con hầu xong để đệ tử tham phát tâm hầu thứ hai để cho lúc tổ con được nhẹ tăng nhẹ quả xin ra thiên tiền tổ của họ nguyễn con đây về nơi đây để phù hộ chủ trì con hầu một ngày trong đời con xin sám hối a di đà phật con niệm nam mô a di đà phật được ngay nhé. Được ngày cho nhất đại cũng được ngày hát đại ra. Ô, tình
bài tam tòa hiên thánh hội trong lòng chữ giáng nghi đà đẳng duyên chưa tăng ông chưa đáng nghi sẽ làm đi bỗng tự về vân các con quê đất phù dày vân các ni thôn quê tác sinh vào bữa hỏi nhà đây mẫu cả chân cho hoàn thành ra hồi cung như thì dù đến đường vân hành ý vương vân chư vật hiện toàn thân làm bồ vân cái khổ an ba bát nam mô phạ cũng rằng bồ tát ma lát nam mô phạ cũng rằng bồ tát a trên hoàn thành ra hồi cung như văn võ quân tần đi chặt chặt treo văn võ quân tần
vật ý. Được sở cầu như ý thôi, long chu thượng mã hình đốt con người thế đại nhịn hình tiếp gặp sơn lâm sơn tra thích chứng cô hồi cầu cho muôn dân bách bái và lại nam mô a di đà phật công chứng đàn chứng phủ chứng độ như nhang đó tờ vàng đến thế thành đại thực chúng con xin không vâng chắc bút phê chương con đâu chùa về anh ấy có hư ma anh ấy có hư linh hồn anh ấy giữ ấn linh hồn anh ấy thì đủ lúc đi cũng đã thả rồi hai chữ trường sinh ông về cho mười hai chữ trường sinh nên chữ phu chữ quý hiền binh binh đời đời về cho sức mạnh đôi đường bạch nhật đăng kỳ trời nắng hỏa mưa dội nắng dội mưa về bản đền bản chùa Ninh Tử thôn quê phân xá nay đệ tử ta bắc ghế ta ngồi bắc ngôi ta ngồi ta về ta chứng đàn chứng phủ ta khai ân khai sáng ta khai bản đền bản phủ bản chùa ta cho tăng phúc tăng lộc tăng gia ta cho bản đền bản chùa ngày đông khách nhiều lộc họa tan phúc đến lộc còn ta phúc đức cho sư thầy được đắc phúc đắc tâm là một người thầy có tâm có đức là một người thầy nhàn nhã tấm thân no nắng việc trần việc âm ta cho bản đền bản chùa cho tất cả nhân dân muôn thế bách bái dân an ruộng đồng núi tốt ngô khoai bốn mùa thay đổi ta cho các lãnh đạo các quan chức các nhà hảo tâm các gia các chủ phát tâm công đức xây dựng đền chùa ta cho ban khánh tiết nhà đền hội người cao tuổi hội người phụ nữ cùng muôn dân thôn xã Quỳnh Hải Quỳnh Phụ Thái Bình được tròn quả phúc tròn chữ tâm chữ đức ta khai sinh bản đền ta khai lập địa thiên cơ ta về ta chứng quay to ngựa lớn đàn tràng sơn năm sơn trang rừng núi tốt tươi vàng mã kim ngân mũ mã ngựa hài dâng lên cung tiến tay xả từ bi cho đánh chữ đại từ bi ta cho được sát quỷ trừ tà ta cho nước ông trần triều ta đây bay lên như gió bay ngựa như phi ta về nơi bảo lộc trần thương nơi đền tiếp đức thờ phu ta ta bay về tới nơi đây ta bái cha bái mẹ ta tung khăn hồng ta bỏ khăn đen cho ghế đệ tử sư thầy của pháp của phụ môn đã cùng tâm gieo phúc nấy trời đâm phúc cho muôn dân ta được nhờ ta cho nhân dân làng bên làng xóm ta cho nhân dân các con danh tín nghiệp thành ta khai tâm khai sáng khai trí óc khai tuệ cho các uốn tử con lớn lên trở thành người có đức trong xã hội ta cho phân đàn tiếng hát tứ trụ đôi bên phật sư đồng đền thủ nhang long tân nam bắc các con có tâm có đức ra cửa ngày những người nhà hảo tâm công đức Hải Phòng Hà Nội ta cho được 10 chữ sinh 10 chữ đức 10 chữ phúc ta cho được đắc đạo phạm sự hành thông. Của phu quân của uốn tử đã gửi về ta ban phép ban quyền cho sư thầy đạo tâm phúc đức gieo trồng nảy nở cho chùa đền đình càng một sinh tươi tốt đẹp ghế của ta phát tâm phát đức cho đồng thầy cho sư thầy được đắc phúc đắc tâm mười phần phúc mười phần tâm ta cho Phật đồng tiền này ấn quyết trong bên tay ta cho sư thầy được phép được quyền được đạo được sinh được âm được dương trên thì âm dưới thì trên dương dưới âm đều thịnh ta cho họa tan phúc tới nọc còn nó vào nam thành quân ngô minh đi nó vào nam thành đánh đánh đông về bắc đi cho an nước thank you.
chữ tâm cho linh, chữ lòng thẳng thắn, chữ cho đâu đấy bình an. Tay quang trong ngàn tóc thần gì diệu, quang minh chiếu đèn chung ba, đức tam năng cung thần, thi phụ quang thân thần, thánh chúa điện như chung chung ngưỡng. Cô tôi nói chưa phê rõ ràng, lãnh tổ truyền cho thần thù chỉ thiên thiên ban ngàn.